Mẹ nói đi. Mẹ nói đi. Kiểu lai sắp xếp luôn. Mới khen xong luôn liền hả? Em là Lê Tấn Lợi, bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Quê đâu? Em 23 tuổi. Sao mà cung? Không biết. Hai cái tay thẳng lên coi. Xé cái tay không thấy rõ. Cứ khen chân gian rộng ra nữa. Sao mà đi chơi hại lên cơ rung sao? Này là thách thức danh hài chứ không phải thách thức tên này. Ba kì sao hai chị em chuộc nhé. Này Mi ơi, không Từ đây, chị cho gấu cầm. Thả ra chị cho gấu cầm. Đây, cầm đây. Đấy. Đấy, cầm đây. Mày ngoái. Cầm ở đây. Đây. Bấm nhé, bấm nhé. Trò chuyện là với cái tâm thế là cởi mở, yeah. Thì tên cười mẹ ai ơi em thi tên nó cười nhận thi luôn thi luôn rồi ba bán thi gì nó thở đó thở rồi chưa bây giờ cứ thi nói anh yêu em cái này cho nó dễ thi nè thôi thi à giờ không hết yêu rồi đúng gái đâu mất cỡ gái đâu mất cỡ người đâu mất cỡ thôi mình đàn ông mà nói yêu phụ nữ đâu giờ mắc cỡ không nói là không yêu đó đúng ba rồi ba rồi tôi nói là